Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với lại gian bếp của Love Cuisine. Và đây Long nghĩ là sẽ là một món ăn mà rất là phù hợp trong cái thời điểm bây giờ, là tình hình dịch vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Chúng ta nên dành nhiều thời gian ở gia đình của mình hơn. Và món ăn mà ngày hôm nay Long muốn chia sẻ đối với lại mọi người, đó chính là món thịt ba chỉ lắc xả tắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại các nguyên liệu để thực hiện món ăn này. Đầu tiên chúng ta có là thịt ba chỉ, ớt bột, ngũ vị hương, dầu hào, dầu ớt, một chút xíu tương hoi xin, tương ớt, tắc, lá húng lủi, rau quế và cuối cùng là một ít lá chanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay thực hiện món ăn này. Với độ dày như thế này, chúng ta nên cắt ra tiếp tục làm đôi mà từ ở trên xuống để có được những miếng thịt heo vừa phải như thế này. Đó. Mình sẽ ướp vào đây một ít muối nè, chút xíu dầu ớt, cùng một ít ngũ vị hương để nó tạo cái mùi thơm cho món ăn. Chúng ta sẽ thoa đều cả hai mặt. Rồi một ít dầu hào, tương hoi xin, một ít tương ớt, một ít xì dầu. Rồi, chúng ta sẽ thoa đều về mặt của cái phần thịt. Sau đó thì các bạn sẽ ướp cho cái phần thịt heo này trong khoảng 15 cho tới 20 phút để cho nó thấm gia vị. Mình sẽ cắt lát mỏng như thế này các bạn. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Và Long tin chắc là nó sẽ rất là phù hợp với lại cái món ăn này. Những nguyên liệu rất là dễ tìm kiếm và cách sơ chế thì cũng rất là dễ dàng. Ớt thì các bạn chỉ việc đập nhẹ thôi. Và lưu ý là khi mà chúng ta làm ớt á, thì cái tay còn lại này mình nên là sử dụng một cái bao tay. Hoặc là Long thì làm đã quen với cái này rồi, cho nên là cũng khá là kỹ. Mình có thể là ép ra như thế này thôi. Bây giờ sau cái thời gian mà chúng ta sơ chế cái nguyên liệu thì lúc này cái phần thịt này các bạn đã thấm đều cả gia vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Và các bạn lưu ý là để chiên cái phần thịt này, chúng ta sẽ chiên lửa vừa thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một ít dầu vào trong chảo không dính. Và cái lượng dầu á, nên để nó xăm xắp thì nó sẽ làm giòn cái bề mặt ở bên ngoài cũng như là cái phần da. Chúng ta sẽ đợi cho tới khi dầu bắt đầu nóng dần lên. Rồi, lúc này chúng ta sẽ cho cái phần thịt ba chỉ vào. Rồi lúc này các bạn có thể thấy là sau khi mà Long chiên ở lửa vừa, nó làm cho cái phần thịt của chúng ta, thứ nhất là nó giữ được cái mặt rất là phẳng và nó không có bị cong lại. Thứ hai nữa là nó rất là vàng và vàng rất là đều. Và cái phần mỡ ngay trong cái phần ba rọi này nè, nó cũng đã tan ra và vàng đều cả hai mặt. Rất là hấp dẫn nè. Rồi thì lúc này Long sẽ tắt lửa và chúng ta sẽ gấp nó ra để lên trên thớt. Rất là vừa phải, quý vị rất là ngon, thơm. Long không biết các bạn như thế nào nhưng mà đối với là một người đầu bếp như Long á, không có cái khoảnh khắc nào mà ăn nó ngon bằng cái lúc mà khi mà chúng ta đang vừa chế biến xong, vừa làm mà vừa ăn như thế này. Và chúng ta sẽ cho hết tất cả các phần thịt này vào bên trong một cái tô. Bây giờ chúng ta sẽ đến
phần mà trộn tất cả những nguyên liệu vào đây. Đầu tiên là ớt nè các bạn. Ớt hấp dẫn. Ớt, hành tím, sả. Lần lượt chúng ta sẽ cho hết tất cả nguyên liệu vào đây. Lá chanh, tắc, sả nè, lá quế, rau húng, để cái món ăn thêm màu sắc, chúng ta sẽ cho một ít dầu ớt vô. Cùng với lại một chút xíu ớt bột. Và cuối cùng là một ít muối tôm. Và bây giờ các bạn có 5 phút để đặt tài hay là xỉu. Sau đó là Long sẽ sổ. Và sẽ lắc cho. Lúc này các bạn thấy là khi mà chúng ta lắc nè, đó, cái hỗn hợp nó trộn đều lên. Các bạn cũng có thể sử dụng một cái hộp nhựa có nắp đậy, chúng ta bỏ vào và lắc. Rồi. Cái gia vị được trộn đều lẫn vào với lại nhau, cái hỗn hợp thịt này ra dĩa. Và lúc này thì Long đã hoàn thành xong món thịt ba chỉ lắc xả tắc. Và lúc này là giây phút mà được chờ đợi nhất. Đó là chúng ta sẽ cùng thưởng thức và đánh giá, cũng như là bản thân Long sẽ review cho các bạn cái vị của món ăn này nó như thế nào. Trước tiên là về màu sắc, rất là kích thích. Lẽ ra ở đây sẽ phải là một ly bia thì nó sẽ phù hợp hơn, vì đây vừa là một món ăn vặt mà vừa có thể là một món mồi để mà nhấm nháp cùng với lại một ly bia lạnh. Điều mà Long cảm nhận đầu tiên đó chính là cái mùi thơm. Cái mùi thơm nó đến từ ba loại lá mà Long sử dụng vào đây là lá chanh. Lá chanh là một trong những cái mà dậy mùi thơm rất là nhiều. Kế đến là lá rau húng cùng với lại lá quế. Những cái thớ thịt như cái phần mỡ đó, nó đã bị rút hết cái lớp mỡ ra bên ngoài, để giữ lại cho cái phần mỡ ở đây mềm mại, không có bị quá cứng hoặc bị quá teo. Nó lẫn hết tất cả cái gia vị này cho chúng ta có một cái miếng thịt mà đầy đủ tất cả các vị. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực Love Cuisine. Tôi là Tony Nguyễn, hiện tại là bếp trưởng của nhà hàng The Vow. Và đến với chương trình ngày hôm nay, với tiêu chí của chúng ta đó là những món ăn chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm và tốt cho sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ chế biến món ăn đó chính là lưỡi bò khìa nước dừa ăn kèm salad rong biển. Đầu tiên là lưỡi bò, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 200-300g lưỡi bò. Tiếp theo đó là hành tây, cà rốt, sả, hành tím, tỏi, ớt, ngò rí, salad long biển, cơm dừa, nước cốt tắc, nước dừa. Và bây giờ chúng ta sẽ chế biến món ăn này. Lưỡi bò chúng ta sẽ thái những khúc như thế này các bạn. Chúng ta không nên thái mỏng quá nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ ướp lưỡi bò. Chúng ta sử dụng một ít hạt nêm, muối, tiêu, một ít nước mắm. Ướp đều cho lưỡi bò thấm. Chúng ta sẽ bổ đôi và cắt mỏng như thế này. Chúng ta chỉ sử dụng khoảng nửa củ ngâm với nước đá. Ngâm như thế này sẽ giúp cho hành tây đỡ hăng và giòn hơn nha quý vị. Chúng ta sẽ thái mỏng cà rốt như thế này.
sau đó chúng ta sẽ đem đi và chiên giòn lên để rắc lên trên cái phần salad của chúng ta. Sau khi chúng ta hoàn thành xong, nó sẽ thay thế cho cái phần hành phi hay là tỏi phi như hàng ngày. Thái mỏng cơm dừa, chúng ta sẽ cắt mỏng ra. Chúng ta sẽ cho hành tím vào ngâm chung với lại hành tây để giảm đi cái độ hăng và tăng cái độ giòn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn làm nước để trộn salad và nước chấm. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước cốt tắc. Chúng ta sẽ khuấy đều bằm tỏi. Chúng ta sẽ cho phần tỏi và ớt để băm vào chén nước mắm tắc chúng ta vừa làm. Khuấy đều. Bây giờ chúng ta đã có một chén sốt tắc để trộn salad. Và sau khi chúng ta trộn salad xong, chúng ta sẽ thêm vào đây 1 đến 2 muỗng nước dừa tươi sẽ tạo thành một chén nước chấm cho salad chúng ta. Sau khi dầu đã nóng, chúng ta sẽ cho phần lưỡi bò vào, áp chảo sơ qua. Và bây giờ khi mà lưỡi bò của chúng ta đã sắp được, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần trộn salad. Hành tây và hành tím sau khi ngâm nước đá, chúng ta sẽ cho vào tô, cho một ít thôi. Tiếp theo đó là rong biển. Tiếp theo là sả, chúng ta cho một ít sả vào đây. Tỏi để cắt lát, một ít nước mắm. Tiếp theo là một ít cơm dừa. Sau đó là chúng ta sẽ cắt lát phần lưỡi bò bên trong vừa chín tới. Cho một ít nước mắm lên trên salad của chúng ta. Và cuối cùng, trên cùng đó là cà rốt. Cà rốt sau khi chúng ta chiên vàng giòn sẽ như thế này. Cái nước khìa của chúng ta sẽ chan lên trên lưỡi bò.